Vàng Lý xin kính chào quý vị và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin thế giới. Tin Hoa Kỳ cáo buộc lẫn nhau tại thượng đỉnh Bắc Mỹ. Thượng đỉnh Bắc Mỹ một ngày 2 tháng 4 tại hòa Thị Đốn đã bàn rộng dãi các chủ đề năng lượng, biến đổi thời tiết, di dân trong không khí thiếu thân thiện. Tổng thống Barack Obama mở đầu bằng cách cáo buộc Tổng thống Felipe Calderon gây ra tình trạng bạo lực ma túy tại miền Đông Bắc Mỹ Tây Cờ, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế chung. Tổng thống Calderon vặn lại Hoa Kỳ có 8.000 cửa hàng bán súng dọc biên giới đã tuồn vào mệ tay cờ, cũng như không chặn đứng nhu cầu ma túy. Calderon lên cầm quyền từ năm 2006 đã tuyên truyền với các tập đoàn ma túy, làm thiệt mạng hơn 50.000 người và tình trạng bạo động tràn lan, ảnh hưởng tới kỹ nghệ du lịch. Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đang ở vào năm bầu cử nên mỗi bên tìm cách dỗi lỗi để che đậy thất bại trong nhiệm kỳ tổng thống obama ra lệnh ngừng dự án nối dài ống dẫn dầu keystone xl đến vịnh mễ tây cờ làm cho thủ tướng stephen harper thất vọng harper đã sang bắc kinh chào hàng trữ lượng dầu hỏa của canada đứng hàng thứ ba trên thế giới có thể giúp hoa kỳ ít lệ thuộc vào các âm trụ khác suốt nhiệm kỳ tổng thống obama đã không tạo được một môi trường hợp tác cùng giải quyết hiệu quả những vấn đề sống còn của khối bắc mỹ Xin Anh quốc, Anh quốc tăng cường việc nghe lén. Bộ Nội vụ Vương quốc Anh sẽ đề nghị dự luật cho phép cơ quan cảnh sát, tình báo MI15, tổng hành dinh thông tin, theo dõi các cuộc điện đàm, điện thư và hoạt động trên Internet giúp xử trí tội phạm và các vụ khủng bố. Dự luật chỉ cho phép theo dấu mà không được nội dung nếu chưa có trắc tòa. Hiện tại, các cơ quan có thể theo dõi điện thoại, điện thư của những cá nhân đặc biệt đang bị điều tra như mở rộng cho mọi công dân sẽ gây phẫn nộ cho những nhà đấu tranh về quyền tự do dân sự. Sự chống đối cũng xảy ra trong hàng ngũ đạt bảo thủ. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cho biết dự luật sẽ được nữ hoàng anh truyền đạt trong bài diễn văn vào tháng 5. Cựu bộ trưởng nội vụ của đảng lao động Jackie Smith đã phải hủy bỏ kế hoạch này vào năm 2009 vì bị chống đối quyết liệt kể cả Thủ tướng David Cameron cũng chỉ trích. Dự luật này sẽ gây tranh cãi như luật yêu nước của Hoa Kỳ ban hành 6 tuần lễ sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Tình Syria, quốc tế trang bị cho Hội đồng Dân tộc Syria, tổ chức bạn của dân tộc Syria, nhóm họp lần thứ hai tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa tháng 4 với 83 quốc gia tham dự sau khi Tổng thống Basa al-Assad chấp thuận kế hoạch 6 điểm của cựu thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Hôm 27 tháng 3, Tổng thống Assad hứa rút quân đội khỏi khu cư dân, cải tổ chính trị, đàm phán với phe đối lập như cứ tiếp tục chiến dịch tấn công làm thiệt mạng thêm 200 người. Assad liên tục thất hứa, khiến cho vài quốc gia ở vùng vịnh quyết định tài trợ cho quân đội giải phóng Syria. Trong khi Ngoại trưởng Clinton tuyên bố sẽ cung cấp dụng cụ truyền tinh và gia tăng viện trợ nhân đạo 25 triệu Mỹ Kim cho các nhà hoạt động Syria. Hội nghị bạn của dân tộc Syria không có sự hiện diện của Trung Quốc và Nga, chỉ chấp thuận cho Hội đồng dân tộc Syria là đại diện để giữ liên lạc vì phe đối lập chưa thống nhất. Tin Pakistan dưới âm cái chết của Bin Laden. Osama Bin Laden bị truy nã do vai trò tổng chỉ huy vụ khủng bố tại thành phố Nước ước vào 9 tháng 11 năm 2001. Mãi tới tháng 5 năm 2011 mới bị được được đặc biệt bị ít bắn chết trong vụ bố ráp đầy kịch tính tại thị trấn quân sự Abbottabad, cách thủ đô Islamabad, 2 giờ lái xe. Nhà cầm quyền Pakistan đã bắt giữ 16 thân nhân của Bin Laden, kể cả bà của phụ, ngay sau khi Mỹ bố ráp. Ahmad Al Saud, gốc Yemen, là quái phụ trẻ nhất có bốn con nhỏ. Hai quái phụ khác gốc Ả Rập Saudi. Hôm 2 tháng 4, tòa án Pakistan đã tuyên phạt bà quái phụ và hai người con gái của biệt lận 45 ngày tù giam và 110 mỹ kim mỗi người về tội cư trú bất hợp pháp. Thực tế, chỉ còn 15 ngày vì họ đã bị đưa vào khám đường từ 3 tháng 3. Bộ nội vụ được chỉ thị lo dàn xếp vụ trục xuất họ về nguyên quán. Tuy nhiên, Pakistan có thể giam giữ họ lâu dài vì sợ bị tiết lộ các chi tiết liên quan đến chính phủ và quân đội trong thời gian ẩn trú. Islamabad đã bác bỏ lời cáo buộc từ dư luận quốc tế. Quần đảo Falklands, một sự kiện hai cách nhìn về Falklands. Quần đảo Falklands còn có tên gọi là quần đảo Mavisna ở ngoài khơi của biển Argentina, do Vương quốc Anh chiếm giữ và quản trị từ năm 1833. Hiện nay Falklands có hơn 3 triệu người, thổ dân chiếm 61% và người Anh 29%. Năm 1982, nhà cầm quyền quân phiệt Argentina mở cuộc xâm lăng kéo dài 74 ngày, làm thiệt mạng 649 binh sĩ so với 255 của Anh. Thủ tướng Margaret Thatcher đã phái một lực lượng đặc nhiệm hải quân tái chiếm. Khi trận chiến xảy ra, trí lợi công khai ủng hộ Anh quốc, trong khi Peru cung cấp vũ khí và phản lực cơ cho Argentina. Nhưng kỷ niệm trận chiến Falklands hôm 2 tháng 4, Thủ tướng David Cameron mô tả hành động xâm lăng của Argentina hoàn toàn sai lầm. Ngược lại, Tổng thống Christina Kirchner bác bỏ sự cai trị của Anh quốc như một sự sai lầm thời đại và thánh thành đài tiện sĩ tại thành phố Ushuaia Tranh chấp tranh quyền gây gắt vào thập niên năm 1980, khi dầu hỏa được tìm thấy quanh quần đảo trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim, dù tới nay vẫn chưa khai thác thưa quý vị vừa rồi là những điểm tin nổi bật trên thế giới cảm ơn quý vị đã theo dõi vạn lý xin kính chào